Chính chủ cần bán nhà liền kề xây mới 4 tầng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây, ngôi nhà được xây mới 4 tầng, có diện tích là 30 m². Hướng chính là hướng Đông Bắc. Có mặt ngõ ở trước nhà là rộng 2 m, cách đường để ô tô là 20 m. Đây, chúng ta là đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Thiết kế 4 tầng rất là hiện đại, có ban công ở các tầng. Toàn bộ mặt tiền phía trước là được ốp bằng gạch granite. Cửa chính là được sử dụng là cửa hai lớp, phía bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện. Cửa phía bên trong đó là cửa nhôm kính, nhôm hệ cao cấp. Đây là cửa sổ phía trước ngôi nhà. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía trong ngôi nhà cho mọi người được biết. Thì hiện tại là chúng ta đang đứng ở phía trong tầng 1. Tầng 1 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng bếp ở phía bên trong. Đấy, toàn bộ hệ thống tủ bếp là được sử dụng là bằng tủ gỗ lim Nam Phi. Mặt bếp là được sử dụng là bằng đá granite đây. Toàn bộ hệ thống vòi và chậu rửa là đã được chúng tôi lắp đặt sẵn, là sử dụng là vòi và chậu bằng inox 304 của Hàn Quốc. Đây là toàn bộ hệ thống tủ bếp. Phía bên ngoài đây là phòng khách. Đấy, diện tích của ngôi nhà được thiết kế rất là hợp lý nên nhìn vào trong nhà, ngôi nhà là không gian rất là thoáng. Hệ thống trần được sử dụng là trần thạch cao kết hợp với lại đèn led. Đã chờ sẵn cái chỗ để chúng ta có thể treo quạt trần hoặc là đèn chùm. Tầng 1 thì sẽ được thiết kế là bao gồm một nhà vệ sinh phụ. Có cửa bằng nhôm kính. Toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh phía bên trong ấy là được chúng tôi là sử dụng là bồn cầu của inox. Và đây là phía cầu thang để lên trên tầng 2. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là cũng được sử dụng bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là sử dụng là đá granite. Tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trên tầng 2 cho mọi người có thể thấy rõ hơn. Đấy, tầng 2 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây, phòng ngủ rất là rộng. Toàn bộ hệ thống nỗ trợ điều hòa này đều được chúng tôi thiết kế sẵn. Cửa mở ra phía bên ngoài ban công đây là sử dụng là cửa nhôm hệ. Đấy, ban công rất là thoáng. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy rõ luôn. Đấy, ban công rất là thoáng. Cửa thông phòng là được sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Toàn bộ hệ thống gạch ốp nát là sử dụng là gạch granite 60-60. Và đây là phía bên trong của nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là được chúng tôi ốp lát bằng gạch 60-60 loại 1. Và chúng tôi sẽ lắp toàn bộ thiết bị vệ sinh cho mọi người. Sử dụng là bồn cầu và lavabo là của inox, sen vòi nhập khẩu Hàn Quốc. Sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thì thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây, phòng ngủ rất là thoáng, rất là rộng. Đây, có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Trần thạch cao, đèn led. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi đây. Cửa rất là rộng. Và đây là phòng vệ sinh của tầng 3, thiết kế cũng giống như tầng 2. Chúng tôi sẽ lắp đặt đầy đủ thiết bị vệ sinh để cho mọi người có thể là chuyển đồ về và ở luôn. Sau đây là ở phía bên trên tầng 4. Tầng 4 là sẽ bao gồm là một phòng thờ. Đây, mọi người là có thể thiết kế là phòng thờ hoặc là phòng ngủ cũng được. Phòng rất là rộng, cũng đã có sẵn ống để chờ lắp điều hòa. Có cửa thông ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí.
Đây là hệ thống giếng rời để đẩy ánh sáng cho toàn bộ ngôi nhà. Đây. Và chúng ta có thể nhìn xuống dưới đây. Đấy. Cầu thang rất là rộng, rất là thoáng. Và đây là cái khu để giặt đồ. Đấy, chúng tôi đã thiết kế sẵn chuồng cọp. Đây là khu vực để máy giặt và sân phơi. Xung quanh mọi người có thể thấy là rất là nhiều nhà cao tầng, khu vực đông dân cư, nhà dân ở rất là đông. Ở bán kính 500m thì sẽ có đầy đủ toàn bộ là tiện ích là siêu thị, chợ, trường học cấp 1, cấp 2. Như tôi vừa giới thiệu cho mọi người được biết là ngôi nhà liền kề được xây mới 4 tầng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Có diện tích là 30m² và hướng chính đó là hướng Đông Bắc, đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 280 triệu đồng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho tất cả mọi người toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Mọi người cần xem nhà hoặc là tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh YouTube để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.